phải là bệnh. Ở trong nhân loại của mình có những người như mấy đứa này trên thiên xuống, có những người cũ quyền đầu thai, có những người địa ngục vừa lên, có những người từ cõi thú lên làm người. Ở trong cái thời đại mình là trong ngay lúc này đủ tất cả các tầng cõi quỷ ma ngạ quỷ súc sanh đều đầu thai mang thân người hết. Nếu mà quý vị có thiên nhãn thông mà đi ngay thành phố Thượng Hải á, thấy mang mặc đồ vest đẹp trai nó toàn là quỷ. Chỉ có thời này là đủ hết. Mục đích là họ chỉ muốn dùng cái thân người giờ chót này nè để mà rút ngắn lời, để tu tập, để mà được thăng tiến cao hơn. Chỉ có lúc này là lúc tu tập quay đầu lẹ. Còn nếu không, trong cái thời đại kế tiếp Phật Di Lặc xuất hiện á, mấy nghìn năm sau toàn là người tốt chứ người thông minh không à, gọi là thời đại vàng kim, thì nó không còn có thích hợp với những người ở tầng trường thấp, gọi là trí tuệ thấp. Họ sẽ ở vào một cái thế giới thấp hơn, hoặc là ở trong một cái hành tinh mà gọi là bóng tối, mà lờ đờ chết sống cứ đi gần lãng vãng trong đó à, chờ mấy nghìn năm sau. Mấy người hung dữ á, mà ác quá đó, mà không có hiểu gì á, mà làm bao nhiêu chuyện tai thương động địa đó, thì sẽ biến luôn, biến như làn khói trong không gian vậy, không còn linh hồn nữa, không còn tái sanh nữa, mất luôn. Thời kỳ này nó thấy vậy mà quan trọng lắm đó. Nó cũng y như được tòa đại sứ Mỹ kêu lên phỏng vấn, đậu rớt. Đậu á, đừng đi Mỹ, rớt lỡ bển rồi. Passport Mỹ nè, bất tịch. Đi về lã này á, thì bắt nhã lã này á. Bữa hổm có ai dưới núi này chụp thấy thì bắt nhã dưới này nè, cái gì lâu lâu cho hiện lên mà. Mắt này đi đâu cũng mang cái ghế à. Bữa nay mắt mặc đồ đẹp quá ha. Mình cái sinh sống thế nào à? Bác ở đâu à? Dạ ở Kansas. Kansas hả? Dạ. Bạn bác con chuỗi này làm kỷ niệm. Nãy giờ con niệm tập cho nhiều rồi, con mới về trò. Ai có công chuỗi có kiện người đó sẽ thành Phật. Tại vì nhớ tới con cái niệm Phật tóc ngày thành Phật thôi dễ hả. Nhưng mà trong đó con có điển vô nhiều lắm. Người nào có duyên chị, tại em sợ lâu lâu mới ra đường cộng. Giống như luyện đơn vậy đó. Tâm trí rồi nè, chị chú vô à, ngồi lo lâu có khỏi không cộng phải điếm 18 hộp à, ngồi xỏ này là giống như chờ sư phụ, chờ đức thầy xuất hiện. Tại thường thường mỗi buổi sáng lên đây á, tu tập ở trong này, nhà này nhà cá nhân, ngày qua mình ngồi trên kia là như công cộng, ai muốn chạy đốt nhang chỉnh này, còn này cá nhân mình ở đây. Bác ở Việt Nam, quê bác ở đâu? Dạ, ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. À vậy hả? Dạ. Nhưng mà có lên trên núi gặp quay à, tức là bác cũng hiểu
về cái sấm cơ của Đức Thầy hả? Dạ. Hiểu sơ sơ ha, hiểu nhiều. Dạ, hiểu nhiều, chỉ có đọc, đọc tối bữa đọc ban ngày cũng có tụng. Con ước chi nước Việt Nam mình có mấy triệu người mẹ hiền già vậy mà hiểu sấm cơ của Đức Thầy, rồi dạy xuống cho mấy mấy đứa con mà lãnh đạo á, đang là đảng viên những chức vụ á, là thôi nước mình đã biết mấy phải không? Mấy mẹ ngoài Bắc thường đâu thì chưa có rành đó. Tại vì mấy ông có tính toán lăng tăng cỡ nào nữa, cũng đâu có bằng Phật với trời đâu. À, giờ cứ thông minh cỡ nào nó học vấn thế gian làm sao bằng trời với Phật được? Mà cha với chư Phật đã từ bi quá sức từ bi, 3 năm trước cho thằng con này đứng xuất hiện để mà báo động thượng thiên, nghe thượng thiên tịnh thiên, vậy mà cũng không thượng thiên, cũng vẫn nghịch thiên, thì là thôi bỏ tay luôn á, con cũng là hết sức mình luôn á. Mục đích cha chư Phật cho con ra đời để nói chuyện là vì sau này khi mà cái thần hồn có mất đi, bị đọa hay là biến luôn trong không gian cũng không có được trách ai hết. À, đừng nói là tôi không thấy Phật, tôi không tin, con mang thân người con nói tiếng Việt luôn nè, mà nói biết nhiều luôn á, mà họ còn không thèm nghe nữa, còn chửi con nữa đó. Còn đâu không có ăn tiền ăn bạc, không có vụ quả hết trơn á, con là thiệt á. Có nhiều người nói thiên cơ anh không được nói, sao nếu anh nói là anh là không đúng rồi. Cái nói gì chứ, bao nhiêu tiên tri ở trên thế giới này, Notre Dame hay là Venga, Đức Thầy ông sắm chặn trình cũng là tiên tri, cũng nói mục đích là cảnh cáo cho mình biết để mình sợ thôi, chứ đâu Phật trời đâu phải chờ mình tới cuối cùng mình sụp cái bẫy đâu. Nhưng mà giờ này giờ chót 3 năm cuối cùng của bao nhiêu tiên tri mà mấy nghìn năm nay, từ kinh Công giáo Khải Huyền cho tới bên Hồi giáo và tên Phật giáo, đều nói là ngay lúc này là xong, cuối cùng Phật Di Lặc xuất hiện. Cái đó con làm á, cái tiếng nó vô cái máy rõ lắm á, rộm là cái tiếng, cái sound nó sao chép á, nó thâu vô máy hay rõ. Thưa anh Kiệt nói là 3 năm cuối là bắt đầu từ 22, 23, 24 phải không ạ? 27. 27 là bắt đầu ráo rốt. 27 tới 20, nhưng mà khi mà mỗi một lần á, nó chỉ là 90% chính xác. Nhưng khi mỗi lần mà em á, em là người giống như đại diện cho nhân loại thời nay, mà em thấy cái gì mà động lòng quá đó, em khấn. Khi mỗi lần em khấn thì trên cha chư Phật á, thương em á, thì phải cho bớt người chết lại. Bớt người chết là phải chậm rồi, phải đi nước cờ khác. Chứ hồi xưa là đi nước cờ là cho bom nguyên tử nó nổ á, cái rầm là dễ ợp, đúng không? Cái em nghe trên là cho bom nguyên tử nổ, em không có thích, em phải xin cha, xin chư Phật. Lúc đó chư Phật ở trên bầu trời Thiên Long Sơn á, các ngài ngồi vòng tròn rất là đẹp, các ngài nói ok con xin giảm. Thì từ lúc đó giảm thì cái con Covid dĩ nhiên nó thanh lọc từ từ, thay trái bom nổ cái rầm như là ở Kawasaki Hiroshima, thì là chiến tranh railway, Nhật nó đầu hàng vô điều kiện thì sao, là cái bọn thiên má đầu hàng vô điều kiện dễ ợp, đúng không? Vì cái lòng từ bi của Kiệt cứ sinh hoài, cho nên cơ vận bị trễ là lỗi của Kiệt mà một phần nha. Nhưng mà cha cũng thương mình, cũng đâu muốn mình chết đâu. Tại xuống đây á, Kiệt phải lùa nhiều người về trời chừng nào thì là cái sự thành công để cho cha mẹ vui chừng đó. Còn bây giờ mình xuống đây mà mình dùng mọi cái khả năng thì cũng không có gì chứ, một người bình thường thôi, cũng chưa có từng học nhiều gì của Việt Nam này nọ,
những cái gì mà Kiệt biết hôm nay tự thiên tính là có vậy đó, đột xuất thôi à, nó rất là thiên nhiên. Cho nên cơ vận từ 2017 kéo dài tới hôm nay, và nó còn lai rai nữa, hiện giờ là mình đang thấy. Nhưng riêng nước Việt á, nó cái cơ vận bây giờ ở trên tính là không có đi chung với thế giới nữa, mà nước Việt sẽ sớm hơn. Khi nước Việt ổn định rồi, mình có một cái nơi an toàn rồi, thì lúc đó những cái nước khác nó vẫn còn tiếp tục chút. Mà con là mấy gì nói, đại diện nói là có năm thứ khủng khiếp để mà mình làm cho tất cả những cái ác, tức là con cháu thiên ma lại, mình biết rồi đó không, cái độ vô thần nữa nó cũng là hiện diện của thiên ma đi vào quá khứ để trả là thế giới này lại một cái thế giới thanh bình và công bằng nhân ái. Thì lúc đó Phật Di Lặc mới xuất hiện, mới nói chuyện được với mình được, Đức Thầy mới xuất hiện được. Giống như dài chót vậy đó, giống như chạy marathon vậy đó, rồi nó chạy đường trường dài mấy nghìn năm. Bây giờ mình vô trong cái sân vận động rồi, nghĩa là hiện bây giờ là giờ chót rồi, thì lúc đó em mới xuất hiện. Thì em xuất hiện là cũng như là giờ chót, chứ lúc kia cũng tận thế, mà tận thế là rài. Từ lúc mà cái đảo Hawaii mà nó bị ở Big Island á, nó bị lửa đó, thì bắt đầu khởi màu rồi đó. Hôm nay em bắt đầu, bữa có động đất ở bên Nam Dương đó, tức là lúc đầu nó bắt đầu khởi động là rai đều hết. Hôm nay là thấy nó rộ lên tùm lum. Lúc đó thì bên Anh, bên Âu Châu bị lửa, Cali bị, bên kia bị, rồi Úc cũng bị lửa cháy, Úc cũng bị lũ lụt. Bữa nay hình như Las Vegas mà sa mạc cũng bị lũ lụt, phải không? Không biết ai đi đánh bài được, cũng không biết. Nhiều chuyện thấy lạ không? Quá trời lạ luôn. Hiện giờ mấy cái hồ dưới này nè, cũng khô nước nữa. Thì đó là giờ chót là vậy đó. Rồi tự nhiên chiến tranh nổ ra cùng một lúc, với bao nhiêu cái thiên tai cộng với con Covid nữa. Mà ở trên á, dùng năm thứ, không phải là dùng á, tại chúng ta quá trẻ. Mấy nghìn năm nay, gần nhất là những từ thời đại mà iPhone rồi ra, rồi bắt đầu Trung Cộng nó lấy hết mấy cái technology đem về bển để mà làm sức mạnh để mà tính chiếm toàn cầu á. Thời đó mấy vị xuống nói á, là thiên ma đó, người Trung Quốc là người tốt nha, thần châu mà. Chẳng qua là một cái đảng đó, là do thiên ma nó nhập vô cái tâm của con người để làm. Cho nên mình nói mình phải coi cho kỹ á, chỉ một nhóm nhỏ người làm hư cái nước Trung Quốc thôi thì mới bị cả thế giới tẩy chay. Chứ sau này á, cũng những cái mà gian ác bên kia từ từ cũng sẽ hết, họ cũng sẽ là người tốt trở lại. Thế giới thái bình, nước Việt sẽ thái bình. Ồ, anh ông nói người gì? Người Việt Nam. À, tưởng rồi. Nam hả? Anh ở đâu tới? San Jose. San Jose hả? Bục nhà đâu có linh đâu. Hồi xưa Chúa đi nói chuyện kêu ta ăn hiền ở lành lập giá đạo công giáo, bây giờ mấy tỷ người á phải đi mấy trăm cây số à, ông về làng của ổng, ổng nói đâu ai nghe. Dân San Jose nể lì lắm,
Tại cái trăm cái chùa toàn là thầy giới sư quốc danh không à. Cứ nói em là ở đây là dị đoan, mai là không có sinh ai đồng nào còn bị chửi nữa. Trời ơi, mỗi ngày em tính để chế gần di mạch á, khủng khiếp hơn chị tưởng tượng ấy, hãng em bữa. Tức là bắt đầu ngày mai là thứ hai, thứ tư, thứ sáu. Là bây giờ em phải làm sao mà 50 tỷ của ông Biden mới cho đó, trong phần đó có em nhiều lắm. Là mày phải làm cho lẹ để mà mang hết tất cả di mạch về Mỹ. Cho nên hãng em bây giờ nó bận khủng khiếp luôn. Làm gì vậy đó mà biết tính mấy di mạch. Trong tương lai mình có con chip cực kỳ lợi hại. Con người của mình sau này sống cũng giống như trong phim mà khoa học giả tưởng vậy đó. Xe bus cũng tự động lái, taxi tự động lái, gạo sẽ mang tới nhà. Để trong kinh Đức Thầy nói sao lại trang vậy đó, lúa bay về nhà. Chẳng những một hộp lúa không, nguyên một bịch 50 bao luôn, để cái bịch trước cửa nhà mình luôn á. Nó bốc lên cái nó thả xuống dưới ợp chứ đâu. Rồi mai mốt cái xe mình đang chạy mình bay lên là bay núi luôn, không có cần phải lái, giống như ai ở bên Houston đó không, ok lên xe lái cái nó bay, cái bay qua Thiên Long Sơn đây qua đó mai mốt dễ ập, không tới 15 phút tới khỏi đi máy bay luôn, tự mình lái qua Thiên Long Sơn luôn. Tương lai mình vậy á, nhưng mà phải nhờ cái gì mặt đó. Nhưng mà có một số người á, họ thấy em là có 6 số không trên núi em để không, không danh không lợi, không vận động gây quỹ, không liên hệ bất kỳ tổ chức nào. Ở đây nhiều tổ chức đó, không có chính trị, cũng chẳng có phiền ái cho ai, thích thì nghe ông thích thì thôi. Nhưng mà ngược lại, nếu mà tất cả Phật tử mà kéo lên núi này hết thì ai đâu đi cúng dường cái chùa, thì dĩ nhiên người ta phải kiếm cách ra trận đúng không, thì mình cũng phải thông cảm chuyện đó. Mỹ à? Dạ, Mỹ ba thấy bà xin. Bà nói ta để xe để ta gặp may mắn. Hôm nay như cũng dẫn hai người bạn nè. Là một cô là người Mỹ, đó là Lisa. Đền mẹ của cô là Sherry, Si là người Taiwan. Nhưng mà Si lấy chồng Mỹ và ở đây. Si thấy cái này nè, bữa hôm qua mình làm móng chân cho cô á. Cái cổ mình thấy cái sợi dây luôn luôn nó bắt lại. Cái sao tự nhiên mình bình thường nó hay bị lọt vô trong, sao hôm qua nó lòi ra đây. Cái cổ nhìn cái cổ nói cái này đâu vậy, sao đẹp quá vậy. Cái nói ở trên núi á. Cái bà nói làm sao lên đó được, mày làm sao mày lên được, mày đâu biết mã số đâu lên. Cái bà nói vậy mày dẫn tao đi đi. Cái là hôm nay dẫn cổ lên đó, câu hỏi đây. Trong nhân loại không ai hiểu được cái dấu này nhiều, mà Kiệt đã nói trên mạng nhiều lần rồi. Hôm nay có duyên chị nhắc tới Kiệt nói. Hồi thời mà gọi là thời Hồng Môn, chưa có một loài người sống trong vũ trụ. Hiện giờ mình có 3.000 hành tinh là nhiều loài người sống ngoài đó. Thượng Đế là một cái thạch thiên, một cục đá thạch thiên rất là khổng lồ bay trong vũ trụ. Cục đá đó hình chữ thập và cái trái tim. Cục đá nó cứ bay vòng vòng trong đó, đó là cha, là khí dương, cứ bay hết bao nhiêu tỷ năm vậy, cái cha chán, cái cha mới tạo ra mẹ là Phật mẫu, rồi hai người đầu tiên trong vũ trụ, rồi cái cũng buồn, cứ bao cứ đi chơi du ngao du trong vũ trụ bao nhiêu tỷ tỷ năm gì đó, tỷ năm trên trời đó là bằng như mình biết bao nhiêu, rồi hai người á mới tạo ra 12 người con trai đầu tiên trong vũ trụ. Và 12 người con gái. Thì từ từ quý vị sẽ hiểu ai. Thì bắt đầu 12 người con thì cũng có một cái gia đình vui vui rồi. Sau đó cha mới tạo ra tất cả các tầng trời, rồi đặt ra những cái công thức để cho rồi mới lập ra những cái gọi là tiên chúng. Trong đó người nào mà chịu khó tu tập thì tầng cao là Phật, rồi tới Bồ Tát, rồi tới Thánh. Bao nhiêu tầng trời có bao nhiêu, rất là nhiều đông người.
khi mà ở trên đó mười mình lười biếng á, lúc đó chưa có trái đất này luôn á. Tại trên đó mình biếng quá không à, mình không có cái gì gọi là khổ hết thì mình không có thành Phật được. Thì lúc đó mẹ mới xuống trái đất này, mẹ mới làm ra cái này, cha với mẹ thời đó mới lập cái hành tinh này cho mình. Mục đích là gửi mình xuống, nó cũng giống như tạo ra một cái gọi là training school vậy đó. Nhưng mà khi mình xuống đây á, mà nếu mà mình nhớ hết những cái cõi trời thì mình không có tu được. Ai mà biết mình ở trển làm sao sao, mình chán sống đây lắm. Tại dưới này so với trên kia cực kỳ rất là khoảng cách rất là xa. Mình bây giờ mỗi ngày phải lo lắng biêu bọt. Cái đâu lo lắng, chỉ là đi chơi không mà bay là đà, rồi tiên chơi với tiên, rồi kiếm tiên ông, tiên bà rồi đúng không. Nhưng mà khi mình xuống đây á, mình quên hết. Mình quên để mình học những cái khổ này thì mình mới đi trở về. Đó là cái hành tinh này. Song song á, ma quỷ cũng vậy. Ma quỷ á, nó cũng làm cho mình rất là những cám dỗ, như là có âm thanh như giống như Las Vegas vậy đó. Ồn ào không, tiếng kéo của máy mấy cái máy mà kéo máy á, nó làm cho nghe ghiền cái đó không. Còn con của Phật thì cần cái nơi thanh tịnh như núi Thiên Long Sơn này nè, mình ngồi đây ngồi ấy để mình bắt đầu mình mới sáng cái tâm ra, sáng tâm tức là sáng trí ra, tức là thông minh ra. Còn bên kia tối ngày có nhiêu tiền vô kéo rộn rồi cứ thua hết tiền rồi bực bội về nhà ghê lộn. Đó là cái đó là ma quỷ nó làm ra mấy cái đó. Mình phải coi lại. Một bên thì tạo ra những cái cảnh thanh tịnh để mình thanh lọc lại. Và mình ngồi mình tĩnh tâm, mình thấy những cái gì sai trái trong đời, trong ngày. Rồi để mình thay đổi, để mình đi về. Mục đích tất cả mọi chúng ta ai cũng phải đi về hết. Thì hôm nay dâng lệnh cha mẹ xuống để nói những cái sự thật của cõi trời và cõi người, và cái gì đúng, cái gì sai, cái gì thiệt, cái gì giả. Nhưng mà cái số lượng á, người mà hiểu kiệt là thật thì không biết bao nhiêu, mà cái số lượng mà nghĩ kiệt là người giả đó thì nó cái hàng 7-8 tỷ người. Cái số lượng mà biết kiệt á, là người thứ thiệt á, thì không có nhiêu chứ, không có tới chấm triệu phần trăm nữa. Thấy nó buồn không? Bởi vì mới nói là 10 chết 7 còn 3 chết 2 còn 1 mới ra thái bình. Có bao nhiêu người hiểu là Phật với Thánh Tiên đang sống gần với mình nè, mấy vị đang ngồi đây nè, đang ngồi ghế này với Kiệt. Kiệt là nửa người thường, nửa không phải người thường. Và Kiệt nói lên những sự thật, cha mẹ cho lột cơ để mà mọi người thấy có sự lạ lùng, chứ không phải nhờ người ta lên mạng người ta nói ủa sao thiên cơ bắt khả lộ, không lộ biết chừng nào mới lộ đấy. Bây giờ mình mỗi ngày Powerball mua vé số, đến lúc mà nó lên tới gần 1 tỷ đô đến ngày nó cũng phải sổ đúng không. Thì bây giờ là lúc sổ nè, năm 2017 á, trở lại câu nãy chị á, là 2017 là bắt đầu sổ số đó. Giờ mới sổ có con nè, còn 4 con. Chị từng nào chị cũng lên núi chắc chị trúng luôn 5 con á. Không có đâu. Lên trời luôn á. Chị muốn lên đây gặp cha mẹ là vui rồi, tự nhiên lên đó tự nhiên thấy vui. Chị muốn về hoài, về nhà cái nhớ lên núi thôi. Nhớ núi. Ở nhà ở xa thấy 2 tiếng còn thích lên. Ở trên Sacramento à? Dạ. Anh Kiệt, mấy cô đó muốn anh giải thích bằng tiếng Anh cô nào đâu? Hai cô ngồi đó đó. Kêu cổ ngồi đâu ghế này mới nhìn, mới ngồi nói cổ nghe sao quá sao nói nghe. Hi, my name is Pete. Nice to meet you. Your name is? Sherry. Teresa. I don't know what brought you here, but I happy open question
anything you have concern, you can ask me. I tell you the truth, whatever I know, I've been through, I have appearance. Everything I say is true and real. That important. So go ahead and ask me anything. As much as I can. No, don't you ask me. No. No, when I went to see Harlan yesterday in the morning and I see got a flower here, I said, you know what? I know if God right on you, you already got God in you now. So I want a God in my heart. You know, he got this the thing. This is like a God set inside. So I say, Harlan, you lucky you got a God you all the time. So Harlan said he got it from here. So I say, I'm gonna come over here and see the God. You know, this is a flower from our country long time ago. When I was a little girl, I remember I watched the show, there's a Buddha sitting there. So I say, I wanna come here. So you want to understand what this symbol mean, right? Yeah. So this symbol is a premier of God. That Catholic call a father of Jesus. And in Hindu, they call Allah a God. In Asian, they call King of all God. So this is the creator symbol. Create all human. In our body, we have a spirit that it come from him. The Father gave to us, we live in heaven, we come down here to satisfy our suffering, we can go back with our parents up there waiting for us. This life is the end of what we call adjustment day. So our Father right now try to make all of us less die. Whoever compassion at last minute is for the Father is open up and bring us back to the heaven. Slide on the carpet. They've been prophecy so many years. Now is the end of the time of the prophecy being prophecy for 1,000 years. This symbol in the heaven, they already know this. Come down to the earth since 1979, but it's not popular. Since 2017, the mother is give the prophecy on this right here in English, if you can read. So at this mountain, the mother of the earth, he give out this symbol on this prophecy. I wrote English. Because at this time, the human being, it will be dying, a lot of die, is sickness, crisis, economy, World War III. Disaster, temperature. So many cause human beings die just because we are right now just chasing with the material and with the high-tech money. We forgot. All of us, it just come here a temporary to learn our supper, to go home. We forgot. And we adapt this life is real. But actually, this is not real. This is just temporary. Up there is real. Up there is permanent. Myself, I'm son of God. I bring the message to the world at this life. I'm the only one that God chosen me. I live half of this world and half another world. And everything up there told me to spread out to human beings, to give them to prepare what will be happen.
But most since last 3 years before, I know the COVID coming. And I been have a YouTube a video. I told people every single cent by chicken. I tell in advance. I say Russian will lose the war. I say all the politics in America. I say Trump will come back. And I say China will lose the war. Breaking 5 countries. Last 5 years, I have a group of Chinese, mainland Chinese. They have a super spirits. They come here, they know who I am. And they interview me. So everything I've been professing the last 3 years, is 95% it come out true, correct. Because that's not come to me. I'm just drank for the message. From up there told me to tell the human. So they have a last opportunity to turn around with God, with the parent. Not using smart or cheating or angry or lie to be win. You have to use compassion, honesty. The world should treat from country to another country to be equally and fairly, honestly. Not like you are a strong country, big country, and you build a strong weapon, and then you're going to attack a little guy. Look at Jen Lansky, is just an actor. And he went over the big country and smart guy politics like Putin, the KGB. Look at Taiwan, a lady. She went over Xi Jinping, the smart guy in the political. So everything you see that is it happening. The human being never recognize that the COVID even make everyone panic and scared and don't have a happy life daily. Every day we wake up, we don't know what happened to us. Even right now, the new power plant in Ukraine can blow up anytime, can rule our planet. But that I've been praying my parents to avoid that problem already. I've been praying a lot for human beings. Everything I know, I've been, like some months ago, 2015, it's supposed to have a big earthquake. If you trace back what I said today, and all the scientists, it say 9.9 earthquake. I'm the one prayer for some months ago. It still stand today. Not happening. I have a power to pray for a lot, to avoid a lot of big thing happening and save human. I pray for California, not drowning last 5 years ago. In 7 years, we don't have water. So I pray for everything. Besides that, I do a lot of things silently, but I'm talking endless and clear. My job is to bring down to this blindness in a new religion. This is a symbol of God. Catholic. A long time ago, Jesus, he 30 years old, the last 3 years before he get nailed on the cross, he tell people just doing good things. He don't have any technique at that time to tell human being to meditation, to extract the talent of human. We are the angel. We are come from heaven. We are not a normal person. Just because we don't practice enough. We have a spirit. That spirit can be powerful. It's in here. So this is her. So right now, Catholic, this is a symbol we call upright of the Catholic. Jesus the second. Jesus the reincarnation already at this time.
You will meet him shortly. After Third World War. So the next Jason going to say, only Buddhist religion, Buddhist is not religion, Buddhist philosophy, that training our nature. Our nature is angry, greedy, and a lot of things we need to learn. So Buddhist is the technique only, just like SO9000, the many company in Silicon Valley, they use it, just like the rule only. So Buddhist is not a religion. You have to understand that. So the next chapter of the Catholic have to learn the extract. Our children is smart now, it's not like a long time ago. A long time ago, we ride and hawk and we kill live animal. And right now, all the children is so smart. They need to meditation. So they can open the third eye. They can open the knowledge. It's all about our knowledge. So we can avoid a lot of things. We can save our money, our time, and no one can lie to us. No one can lie to me. I can read everyone's mind. So that's about this temple. We call it Jesus Center. And how come, can I ask you a question? How come they have a crash to the Lianhua? The lotus, the symbol, a Buddha, a philosophy Buddha we have to learn. But the original that my parent is just like this. That's in Vietnam. In Vietnam, they are most of Buddhist religion. And they just, the company they make that, they just add it on. But for original, it's just this. This symbol will unite all the religion. On later on, our human being is only one religion. This is this. Because the Hindu or Muslim or Catholic or Christian, primary God is one God. If everyone is one God, we don't need to fight. We don't have Allah, everything is same. So this is not supposed to belong to there. Yeah, that's not. Depend. If you like, you can add it on. If you want to do same like me, this is the original one. This is original. You don't need to wear this. A lot of this is only Vietnam people. Vietnam people? Yeah, but for me, I live in America. I just wear this. No, this is a lady who gave it to me. Yeah, that they make in Vietnam. Oh, but original, my parents just. This only. This will unite all religion in the world. So this religion for many billion years, thousand years, this planet, this earth, it's been every time like 30,000 years, 40,000 years, reset again. When we cause too much damage of the nature, and then we get disaster and we go back again. The more high tech, the more we forgot about God. So that's why we have to reduce, come back. After this life, after this recession, and then, you know, this is temporary life. We have to practice and we go home. We cannot just for keep going with material and money and too busy. This is like a tree. Buddhist is one brand, Hindu is one, you know. This one is the roof, is the tree. Yeah, because this is why I want to, she says she want to come to there. I said, okay, I come here because I see somebody have one just like that. And I saw her and said, how come you got another one down the bottom? I don't understand. They just add it on. Yeah, I know. Yeah, we don't need to add it on, that's extra. I saw somebody have those in like a couple years ago. So yeah. I saw her yesterday right away and said, I should that kind of, what happened? And I saw, and now I understand. Right now, it's, in Vietnam, we have about half of the country. Excuse me, I'm sorry.
chị hả? Hai bạn này bạn gì? Là mấy chục năm rồi. Cái hiểu. Bây giờ nhiều người Đài Loan cũng mang cái này lắm. Yeah. We call this the Jesuit the second. Oh, no, I understand. Yeah, now. Yeah. So the Jesuit, the first they cross, right? This is the for the symbol of the father of the Jesuit. This is second. And she very nice when we all the way up down here. We come from the Roseville. Roseville? Oh, yeah. That's far. Yeah, she say, I pick you up, we go down there. I want to find out, you know, I'm not knowing yet, I believe the God. So she said, I want to find out, how come I never see the symbol like that. I see somebody have symbol almost like that. How come they have one more, the Buddha, you know, like a Lianhua. Taiwanese say Lianhua. So that's what I say, okay, I come here. But this have, this is the symbol that the future, that the human, all human, every country from Asia to Europe to Middle East, they should wear to the next few decades. We don't have something going on like this. All the angry, all the country like Pakmak and Lenin, the Soviet, or Chinese Party Communist, we go away. I call it the evil mind, we go away. And Jesus will come out to make the world heal together, united together. Our children in the future, they travel into the space. And the year old will teach us a new lesson. We are just a baby of year old people. Year old is a son of God too, they are our brother. So then our life, the future, is very beautiful. So right now, I go online to tell people how to take care of healthy, and compassion, so we can see the Jesuit world will come out and speak in front of us and talk to us. So everything he promised in the Catholic prophecy, he will keep his promise. And right now he come out. He's just wait a little bit more time for that happen. Now we understand. Thank you. Now you so understand? Much. Yeah. Okay. Yeah, any questions? I know you're difficult to believe. No, I do. I believe that there's more to just us. So I do believe in things and inner peace and everything. So I wanted to come here and experience. Experience, yeah. That's good, appearance. But the Kaila is difficult to believe. No, we still have to thank the curve. I still believe, but I believe in what you say. On myself? How that we, you know, we do need to be better individuals and you know, not be so greedy and evil and, because this is all we have. Right here. You know, like the last few months, Soviet, they have 40 mines that the 10 light up about to take over the Kiev, the city, right? Kiev. So Ukraine about lose the war. I'm the one pray God here. And then all the angels, all of a sudden, they come down and give them no storm to poison all the tank. So everything is, it come from this mountain. We pray to make the thing not happening. For the bad people will lose the war. Russian will lose the war. China will lose the war. Will return good people. Taiwan, Vietnam, all the country, we no more communists. Basically, it's wipe out all just the communists. Just our whole family, everybody, yeah. Yeah, every country is freedom. It's I don't think so China gonna be free. They're so free, China people. They're breaking five countries, six countries. They have to, up there say.
I'm the prophecy. I've been told that 5-10 years ago. At the time, China is very strong, and I tell them, your country will break into 5 to 7 countries because that's your original. You have to go back original. That's how China is 6 or 7 countries. Because it's mainly so greedy. Yeah. China people greedy. Well, now they should change, you know, to unite. The world right now is only love to heal the world, to make the world, all the country together. Without love, you will be on the side, you know. No one play with you, no one talking to you. Tyrant all over. It's like in Russian right now, no McDonald's. No iPhone over there. Chị hả? Người ta nằm trong bệnh viện á. Mà ai đem mẹ vô bệnh viện? Mẹ của tôi bị bệnh á, đem vô bệnh viện á. Cái bị ho kheo vừa. Cái nào mà cái phòng kế bên, ôi khóc ung sùm hết, khóc cái nỗi tôi sốt ruột quá. Cái tôi mới nói con cầu cha, cầu mẹ, con cầu thái tử Ngô Tấn Kiệt xuống giúp đỡ cho những người đó họ bớt đau, họ đính đi, họ đừng khóc nữa. Với lại phù hộ cho mẹ. Một chút xíu là cái người đó họ đính luôn á. Thì như tin là anh Kiệt xuống giúp đỡ cho cái người đó họ không hay khóc quá nữa. Hay quá trời luôn rồi, cái mẹ của Như được cứu rồi, cũng qua rồi qua thoát khỏi cái này. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Anh tính như tính chắc là 100% là anh đi xuống đó cho nên cái tiếng khóc đó nó nín luôn. Mừng lắm. Do you have any question? You understand this symbol now, right? No, yeah. Thank you. You understand why I'm here, right? Yeah. So the human have a spirit. Is a reincarnation from life to life, different human. I reincarnation in many countries before. This life I reincarnation in Vietnam from, speak Vietnam, because the Jerusalem is no more in the Middle East. The God who set a new base in Vietnam. So right now, I'm the founder of this religion. And right now, I have about 35, 40 million people wearing this symbol. And I am one of 12 sons of original of God. And I know a lot of things that humans don't know. And I'm real. I don't make any money on this. I just use all my money to give out. And, but, when I go away, when I go home, this will be united, this planet. And that's my job. I have a mission. Well, thank you. We're glad we come here today. But look at me, very simple. But in my body, I have 7 overall. You guys have only 1. And whoever sit next to me like this, it receive all the good energy.